Xin chào các bạn. Mới đây, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thăm Trung Quốc. Có nhiều lý do dẫn tới chuyến thăm của ông, nhưng chúng tôi xin tổng hợp 6 lý do đặc biệt khiến ông Putin chọn thăm Trung Quốc vào thời điểm này. Thứ nhất, đó là chuyến thăm đáp lễ. Vào tháng 3 năm 2023, nhận lời mời của Tổng thống Nga Vladimir Putin, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có chuyến thăm cấp nhà nước đến Nga, kéo dài từ ngày 20 đến ngày 22 tháng 3. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh cuộc xung đột Nga-Ukraine đã kéo dài hơn một năm, đồng thời là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngay sau khi tiếp tục được bầu làm Chủ tịch nước và Chủ tịch Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ thứ 3 liên tiếp. Người Nga đánh giá cao chuyến thăm đó của ông Tập. Khi ở thăm Nga, Tổng thống Putin đã có cuộc hội đàm chân thành, hữu nghị và hiệu quả với Chủ tịch Tập Cận Bình với sự tham gia của hầu hết các thành viên nội các. Phía Nga nhiều lần tuyên bố việc ông Tập Cận Bình chọn Nga làm điểm dừng chân đầu tiên trong chuyến thăm nước ngoài sau khi tái đắc cử, thể hiện đầy đủ tính đặc thù của quan hệ Nga-Trung trong thời đại mới và có ý nghĩa lịch sử đối với sự phát triển của quan hệ Nga-Trung trong tương lai. Chính vì vậy, việc ông Putin thăm Trung Quốc đầu tiên sau khi tái đắc cử hồi tháng 3 vừa rồi, theo ý nghĩa tượng trưng, có thể thấy điều đó nhấn mạnh tầm quan trọng của Bắc Kinh trong chiến lược ngoại giao của Nga tại thời điểm hiện tại. Việc lựa chọn Trung Quốc là quốc gia nước ngoài đầu tiên tới thăm đã minh chứng cho các ưu tiên đối ngoại và những kỳ vọng của Nga trong thúc đẩy hợp tác chặt chẽ hơn nữa giữa Moscow và Bắc Kinh trong bối cảnh tình hình thế giới đối mặt với nhiều thách thức, đối đầu giữa các cường quốc gia tăng, các xung đột địa chính trị chưa có dấu hiệu giảm nhiệt. Lý do thứ hai đó là tái khẳng định quan hệ song phương. Chuyến thăm sẽ tạo cơ hội cho hai lãnh đạo hai nước trao đổi về thực trạng quan hệ song phương hiện nay. Nhấn mạnh hợp tác thương mại đầu tư là nền tảng vững chắc cho quan hệ Nga-Trung Quốc và là ưu tiên hàng đầu trong các cuộc đàm phán giữa hai nhà lãnh đạo Nga-Trung Quốc. Tổng thống Nga Putin cho biết, kim ngạch thương mại song phương trong năm qua đã tăng gần 25%, đạt 227 tỷ đô la. Nga hiện là đối tác thương mại lớn thứ tư của Trung Quốc, trong khi Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Nga. Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh, trong 5 năm qua, bất chấp tác động từ đại dịch và hành động của các nước bên thứ ba, quan hệ thương mại Nga-Trung tiếp tục phát triển, tăng trưởng tốt. Hai nước đã có danh mục 80 dự án đầu tư chung lớn ở nhiều lĩnh vực khác nhau. 90% các khoản thanh toán giữa hai nước được thực hiện bằng đồng nội tệ. Về phần mình, Chủ tịch Tập Cận Bình đánh giá cao mối quan hệ Trung-Nga, nhấn mạnh hai nước cần tiếp tục phát triển quan hệ. Chủ tịch Tập Cận Bình khẳng định, Trung Quốc sẽ luôn là láng giềng tốt, người bạn tốt tin cậy lẫn nhau với Nga, tiếp tục củng cố tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước, duy trì công bằng và công bằng trên thế giới. Hai nhà lãnh đạo cũng nhấn mạnh quan hệ hợp tác sâu rộng Nga-Trung, liên tục được thúc đẩy, tăng cường trên nhiều lĩnh vực, từ chính trị, quân sự, văn hóa, công nghệ, năng lượng tới giao lưu nhân dân. Rõ ràng chuyến thăm Trung Quốc sẽ là chất xúc tác mạnh mẽ cho thương mại và đầu tư Nga-Trung. Lý do thứ ba đó là ứng phó với tình hình thế giới mới hiện nay. Thế giới những tháng đầu năm 2024 diễn ra đầy kịch tính với những sự kiện xung đột bi thương trên toàn thế giới. Dự báo chi tiêu quốc phòng và thương mại vũ khí toàn cầu sẽ đạt cao nhất mọi thời đại vào năm 2024. Đặc điểm nổi bật của thế giới vẫn là cuộc xung đột Nga-Ukraine. Thưa các bạn, trước khi tới Bắc Kinh, trong cuộc phỏng vấn với truyền thông Trung Quốc, Tổng thống Putin cũng nói rằng ông ủng hộ kế hoạch hòa bình của Trung Quốc để giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine. Bắc Kinh nhận thức rõ nguyên nhân gốc rễ của cuộc khủng hoảng Ukraine và tầm quan trọng về địa chính trị toàn cầu. Điều này được thể hiện trong kế hoạch 12 điểm mang tên Quan điểm của Trung Quốc về giải quyết chính trị cuộc khủng hoảng Ukraine được công bố vào tháng 2 năm 2023. Các ý tưởng và đề xuất trong tài liệu cho thấy mong muốn thực sự của những người bạn Trung Quốc của chúng tôi là giúp ổn định tình hình, ông Putin nói. Trung Quốc từ lâu khẳng định quan điểm trung lập trong vấn đề xung đột Nga-Ukraine. Bắc Kinh kêu gọi tìm kiếm giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng Ukraine. Bắc Kinh cũng cáo buộc việc NATO mở rộng về phía biên giới Nga là nguyên nhân dẫn đến xung đột Moscow-Kiev. Và lý do thứ tư là hai bên, hai nhà lãnh đạo sẽ trao đổi và chia sẻ hiểu biết, đánh giá về xu hướng của phương Tây. Sau khi Liên minh châu Âu-EU đưa ra gói trừng phạt thứ 12 đối với Nga vào tháng 12 năm 2023,
một số ngân hàng hàng đầu của Trung Quốc đã miễn cưỡng chấp nhận thanh toán bằng đồng USD trong các giao dịch thương mại với Nga. Điều này có thể sẽ tác động tiêu cực đến động lực phát triển hợp tác thương mại song phương trong thời gian tới. Sau khi duy trì mức tăng trưởng ổn định kéo dài trong 2 năm qua, kim ngạch thương mại hai chiều Nga-Trung đã ghi nhận mức giảm 2% vào tháng 3 năm 2024. Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu của Trung Quốc sang Nga trong tháng 3 giảm 14% so với cùng kỳ, từ 8,9 tỷ đô xuống còn 7,6 tỷ đô, trong khi kim ngạch xuất khẩu của Nga sang Trung Quốc tiếp tục tăng và đạt 12 tỷ đô. Căng thẳng trong quan hệ với phương Tây, lãnh đạo hai nước Nga-Trung Quốc chắc chắn sẽ không bỏ lỡ cơ hội để đánh giá, xem xét về mối quan hệ khó khăn của nước mình đối với phương Tây. Chỉ vài ngày trước cuộc gặp với Tổng thống Putin, Chủ tịch Tập Cận Bình trở về nước sau chuyến công du tới Paris, Belgrade và Budapest. Đây là chuyến công du đầu tiên của một nhà lãnh đạo Trung Quốc tới châu Âu trong vòng 5 năm qua và cho phép ông Tập có thể đánh giá thực chất quan điểm của các nước châu Âu về triển vọng phát triển quan hệ với cả Trung Quốc và Nga. Tất nhiên, không loại trừ khả năng Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ thông báo với Tổng thống Putin về những kết quả quan trọng đạt được trong chuyến công du châu Âu vừa qua tại cuộc họp thượng đỉnh. Một số chuyên gia quốc tế cho rằng lãnh đạo Nga-Trung Quốc có quan điểm khác nhau về vai trò của châu Âu trong cấu trúc quan hệ quốc tế hiện nay. Nếu như Tổng thống Putin hoài nghi về tính tự chủ chiến lược của các nước châu Âu trong quan hệ với đồng minh Mỹ, thì Chủ tịch Tập Cận Bình dường như vẫn kỳ vọng rằng Bắc Kinh có thể mở rộng hợp tác với các nước châu Âu ngay cả khi quan hệ giữa Trung Quốc và Mỹ xấu đi. Và kết quả là quan hệ hợp tác giữa Nga và châu Âu đóng băng, còn Trung Quốc vẫn đang duy trì hợp tác ở mức độ ổn định vừa phải với châu Âu. Lý do thứ 5 đó là trật tự thế giới mới. Hai nhà lãnh đạo cũng có thể thảo luận về trật tự thế giới mới, chẳng hạn như nâng cao vai trò của Liên Hợp Quốc trong bảo đảm an ninh quốc tế, các vấn đề quản trị toàn cầu và khu vực. Hiện nay, nhiều khía cạnh của trật tự thế giới mới vẫn còn rất mơ hồ, đòi hỏi các quốc gia, nhất là các nước lớn, phải làm rõ, cụ thể hơn bằng những chiến lược hành động. Ví dụ, việc thực hiện các nguyên tắc không phổ biến vũ khí hạt nhân, cơ chế hợp tác trong cuộc chiến chống khủng bố quốc tế, kiểm soát chạy đua vũ trang, v.v. chưa được đảm bảo và thiếu cam kết của các nước lớn. Một trong những nhiệm vụ chính của cả Moscow và Bắc Kinh là nỗ lực đảm bảo chuỗi cung ứng toàn cầu trong một thế giới biến động và khó lường, nơi quỹ đạo phát triển nội bộ của từng quốc gia không những không trùng khớp, thậm chí ngày càng khác biệt. Quan điểm của Nga và Trung Quốc về việc tái cơ cấu hệ thống quốc tế mặc dù không trùng khớp nhưng tương đồng ở một số khía cạnh cơ bản. Do đó, lãnh đạo hai nước cần thảo luận nhằm thu hẹp bất đồng, tìm kiếm các điểm hội tụ để cùng hợp tác thúc đẩy một trật tự thế giới mới. Thưa các bạn, tầm nhìn của Nga và Trung Quốc về quá trình chuyển đổi trật tự thế giới mới không giống nhau nhưng khá gần gũi, tương đồng. Do đó, hai bên cần thảo luận về những điểm tương đồng và khác biệt giữa các thành phần chính của trật tự thế giới mới. Và lý do thứ 6 đó là mở rộng hợp tác giao lưu nhân dân giữa hai nước. Chuyến thăm và các cuộc gặp thượng đỉnh giữa hai nhà lãnh đạo được đánh giá có vai trò nền móng thúc đẩy sự tương tác hai chiều. Và lễ kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Moscow và Bắc Kinh đang đến gần là cơ hội tốt để hai bên triển khai các hoạt động chào mừng cũng như tăng cường giao lưu nhân dân giữa hai nước. Đặc biệt, nhà lãnh đạo Nga, Trung có thể sẽ đặc biệt quan tâm đến việc mở rộng quan hệ trong các lĩnh vực giáo dục, đại học, khoa học, công nghệ, du lịch, hợp tác xuyên biên giới với việc đạt được các bước tiến mới trong đàm phán miễn thị thực song phương. Thưa các bạn, kết quả của cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Nga Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chắc chắn không thể đảo ngược các xu hướng phát triển toàn cầu hiện nay. Quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Nga-Trung Quốc được duy trì ổn định, hiệu quả cũng không thể thay thế cho các định dạng hợp tác đa phương, song sẽ là nhân tố quan trọng góp phần thúc đẩy hòa bình, ổn định, phát triển của khu vực và trên thế giới. Ý kiến của các bạn thế nào xin vui lòng comment ở bên dưới phần bình luận. Mình xin tạm dừng video ở đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các video tiếp theo.